Chào các bạn. Chào mừng các bạn đã đến với kênh Tiểu Sử Người Nổi Tiếng. Trong bản tin ngày hôm nay sẽ cung cấp cho các bạn thông tin tiểu sử Hoa hậu Dương Thùy Linh. Hoa hậu Dương Thùy Linh sinh vào ngày 8 tháng 9 năm 1983 tại thành phố Hà Nội, nước Việt Nam. Cô sinh thuộc cung Sử Nữ. Dương Thùy Linh đạt danh hiệu Hoa hậu thân thiện top 5 Hoa hậu Hoàn Vũ Việt Nam vào năm 2008. So với những người đẹp cùng trưởng thành từ cuộc thi Hoa hậu Hoàn Vũ Việt Nam, Dương Thùy Linh vẫn hoạt động showbiz đều đặn với vai trò là MC tại VTV14 Thời tiết, Môi trường và Đời sống. Trước đây thì Dương Thùy Linh là biên tập viên thể thao truyền hình và từng tham gia nhiều chương trình cộng đồng như Giờ Trái Đất, Từ Thiện Xanh. Dương Thùy Linh từng đạt giải đồng siêu mẫu Việt Nam vào năm 2004 toàn quốc, giải bạc siêu mẫu miền Bắc năm 2004. Dương Thùy Linh là người rất đa tài, không chỉ là MC người mẫu, diễn viên, cô còn là kinh doanh. Hiện tại Dương Thùy Linh còn quản lý nhà hàng Wabi Sabi Rapan Restaurant Hà Nội. Hoa hậu Dương Thùy Linh không chỉ được ngưỡng mộ bởi ngoại hình xinh đẹp trẻ trung, thanh đạt mà còn được khán giả ngưỡng mộ vì tổ ấm hạnh phúc với doanh nhân Nguyễn Việt Thắng. Cặp đôi đã kết hôn nhiều năm và có con trai nhưng tình cảm vẫn ngọt ngào như thuở mới hẹn hò. Nhờ cuộc sống viên mãn mà Dương Thùy Linh lúc nào cũng xuất hiện với thần thái rạng rỡ. Ông xã của Dương Thùy Linh là người đàn ông điềm đạm nên chính cô là người đã chủ động thể hiện tình cảm. Dương Thùy Linh và ông xã quen nhau qua sự giới thiệu của một người bạn. Chính Dương Thùy Linh là người đã chủ động rủ anh đi chơi. Những ngày mới quen thì ông xã Dương Thùy Linh hầu như không nói về bản thân mà chỉ kể về gia đình. Cô đã cảm nhận được anh là người đàn ông giàu tình cảm, yêu bố mẹ, gương mẫu với các em. Cảm nhận anh là người rất đặc biệt bởi trước đó Dương Thùy Linh rất ít gặp được người như vậy. Tháng 1 năm 2010, Dương Thùy Linh đã lên xe hoa cùng với doanh nhân Việt Thắng. Cưới chồng bằng tuổi thì cuộc sống hôn nhân của Dương Thùy Linh không phải lúc nào cũng màu hồng. Có không ít lần vợ chồng tranh luận gay gắt nhưng ông xã đã không thể giận cô quá một ngày. Vợ chồng của Dương Thùy Linh hiện sở hữu tòa nhà 9 tầng rộng 250m2 khá đẹp ở trung tâm thành phố. Tòa nhà hai mặt tiền là điểm giao cắt hai phố Mai Hắc Đế, Tô Hiến Thành. Tòa nhà được gia đình Dương Thùy Linh sử dụng kinh doanh nhà hàng và cho thuê văn phòng. Dương Thùy Linh sinh ra trong một gia đình trí thức. Bố cô là phó giáo sư tiến sĩ Dương Đức Lân, tức là giảng viên trường đại học kinh tế quốc dân, tổng cục trưởng tổng cục dạy nghề. Mẹ là phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Thị Thuận, từng giữ quyền hiệu trưởng trường đại học lao động xã hội, giám đốc quốc gia về xóa đói giảm nghèo. Ngày 15 tháng 6 thì cục nghệ thuật biểu diễn đã cấp phép cho hoa hậu thân thiện Dương Thùy Linh tham dự cuộc thi Miss World Choir Hoa hậu phụ nữ toàn thế giới năm 2018 diễn ra tại Singapore và Malaysia. Đây là lần đầu tiên mà Việt Nam có đại diện tranh tài tại sân chơi nhan sắc dành cho các quý bà. Chia sẻ cảm xúc trước ngày lên đường, Hoa hậu Dương Thùy Linh cho biết cô đã nhận được thư mời của ban tổ chức Mai của Quài cách đây hơn một tháng. Ban đầu thì cô đã từ chối vì nghĩ rằng mình đã 35 tuổi, đang có công việc, cuộc sống hôn nhân viên mãn nên không muốn dự bất kỳ cuộc thi nhan sắc nào. Tuy nhiên thì ông xã và người thân trong gia đình đã động viên cô nên thử sức để có những trải nghiệm mới, đồng thời khẳng định bản thân với bạn bè quốc tế. Năm 2004, tôi đã từng đại diện Việt Nam tham gia Hoa hậu du lịch quốc tế. Thời điểm đó thì tôi chưa đủ độ chín và sự chuẩn bị cũng không được kỹ càng nên đã không làm tròn được vai trò. Chuyện này cứ cắn rứt trong tôi mãi nên khi có lời mời tham dự cuộc thi Miss Mai Quốc, tôi đã chần chừ quyết định bởi sự sai lầm sẽ lặp lại. Khi nghe tâm sự này thì ông xã đã khuyên tôi nên đi thi để có cơ hội để sửa chữa quá khứ. Anh cũng nói trong cuộc đời của mỗi người, cơ hội để trở thành đại diện cho đất nước không có nhiều. Cứ tự tin làm còn chuyện được hay không thì hãy tính sau, Dương Thùy Linh tâm sự. Sau khi nhận lời mời của ban tổ chức Miss của Quài thì Dương Thùy Linh chỉ có thời gian ngắn để xin giấy phép của cục nghệ thuật biểu diễn, đồng thời thì chuẩn bị về trang phục và các phần thi phụ. Ngoài ra thì cô còn mang theo cả ekip make up làm tóc sang Singapore và Malaysia để lo hình ảnh trong suốt quá trình cuộc thi. Hiện tại Dương Thùy Linh đang làm MC cho 4 chương trình truyền hình, trong đó có 2 chương trình lên sóng trực tiếp hàng ngày. Cô cũng có công việc kinh doanh riêng và rất thành công và tự tay chăm sóc cho tổ ấm. Khi quyết định tham gia cuộc thi Miss World Choir thì cô đã bắt đầu sắp xếp lại công việc
và nhờ ông xã chăm sóc cho con trai để yên tâm lên đường thi cuộc thi nhan sắc. Khi hỏi tự tin nhất về bản thân trong cuộc thi Miss của Choir 2018, Dương Thùy Linh cho biết điểm mạnh của cô chính là trình độ học vấn, sự hiểu biết xã hội rộng ở nhiều lĩnh vực khác nhau. Từ nhỏ thì cô đã sinh sống học tập ở nước ngoài nên thành thạo về tiếng Anh, có kỹ năng giao tiếp, thuyết trình tốt. Cô còn có nhiều năm kinh nghiệm làm MC truyền hình và hoạt động trong showbiz đã hơn 10 năm nên biết cách để mình luôn tỏa sáng trước đám đông. Tôi quyết tâm làm hết sức để không có gì phải hối tiếc trong cuộc thi này và để xứng đáng với sự trông đợi của gia đình, bạn bè. Tôi rất mong mình sẽ mang chiến thắng về cho Việt Nam. Ở tuổi 35, tôi không nghĩ mình đi thi là để học hỏi, giao lưu cho vui nữa. Dương Thùy Linh đã bày tỏ ước mơ giành ngôi vị cao nhất tại cuộc thi Miss của Choir. Dương Thùy Linh sinh ra trong một gia đình có nền tảng tốt. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Các bạn đừng quên bấm like, đăng ký kênh và bật chuông để nhận được những video mới nhất. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.